bạn, hôm nay là sinh nhật của Đại Dương. Chúng ta hãy hát bài sinh nhật Đại Dương đi nào. 2, 3, nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello. Chúc mừng sinh nhật Đại Dương. Xin cảm ơn các bạn. Cái gì vậy? Trời, cái gì vậy? Con cất chiếc xe. Trời ơi, bây giờ tôi hết hồn mày. Xin lỗi đi. Lại nhảy lên nè. Trái. Không sao. Dẹp liền tay cho ta. Dạ. Này, đem đi vô luôn. Chào các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hồng Hài Nhi. Tính tình mình rất kỳ, tắm không có bao giờ kỳ, luôn soi mối sân si. Bạn nào mà hay kỳ thị, lập tức mình bó xì. Trước mặt mình á thì phải quỳ, còn bằng không ăn ký. Lành quá chưa nói xong. Mình là Hồng Hài Nhi, rất thích ăn mì Ý. Vỗ tay đi. Cô gái cơ bắp dạ, đã chuẩn bị đồ ăn sinh nhật cho ta chưa? Dạ có. Có một rồi. Con tiểu yêu quái. Một con tiểu yêu quái hả? Dạ. Yeah. Con chân trời nữa, đem vô đây cho ta. Dạ. Chuẩn bị ăn sinh nhật nha. Anh đã không cần son phấn, duyên thầm sinh thật xinh rất hiền. Duyên dáng. Gì vậy bà? Bà bị bắt cóc mà vô đây bà hái tung tăng bà nhẹ bà hát véo von vậy? Không có sợ ơi. Bị bắt cóc vô nhà trẻ mắc mới gì phải sợ. Trời, con nít dễ thương phải sợ luôn. Dễ thương quá. Con nít dễ thương quá trời luôn. Thôi đi. Em chào anh. Em chào chị. Anh chị là phụ huynh của ai? Rước em nào ạ? À? Giả trong mặt nhà nha. Mày có biết là mấy cái con này là 1000 tuổi rồi không? Bốn tao với con nhỏ đó là mới 10 tuổi thôi đó. Ơi Đại Dương. Con mới có 9 tuổi à? À 9 tuổi à hả? Dạ. Ba chính là Đại Dương ở đây. Mày không sợ ta đúng không? Được. Để ta cho người thấy quyền lực của ta như thế nào. Chết đi Quân. Sao vậy? Tên ăn thịt em hả? Đúng rồi. Thì phải để em trả cho giống trong chuyện. Trời ơi, cắt đi. Đại Dương, Đại Dương, nó trả rồi. Trả lại. Đi vô đi, Đại Dương. Tôi làm gì mà giết ta chạy vòng vậy? Đi vô. Vô dụng, vô dụng. Hai. Em ơi, có nghe không tiếng chị? Chị ơi, em đây nè. Em ơi. Trời ơi. Em ơi. Thì ra không phải là một con, mà là hai con. Được rồi, ta sẽ triệt phá đường dây của tụi ngươi. Yêu nghĩa. Yên Nhi, Yên Trang, hãy xem đây. Minh Tuyết cẩn thận. Cẩm Ly hợp xem. Hai người hãy nói đi, các người là Yến Nhi, Yến Trang hay Trúc Lam, Trúc Linh, Lý Hùng, Lý Đức? Người là ai? Dạ thì em chính em là tụi em là ai? Đầu lòng hai ả tố nga Thúy Kiều là chị, kia là Kiều Quanh, em là Thúy Dân. Trời đất ơi, tại sao Tây Du Ký và Thúy Kiều, Thúy Dân ở đây làm chi? Đi lộn chuyện hai mẹ chết rồi. Không lẽ chị em mình mãi mê hái hoa bắt bướm mà chị em mình đã đi lạc sang xứ này sao? Đứng lại! Đang nói chuyện đi đâu vậy? Về xứ của em. Về tới đâu là con chiến sao nhỏ gian đường trên đàn. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đi thắm đường tình quân. Hai con như bột ngọt để đi vòng quanh thế giới. Như hai con điên. Ngươi! Dạ có con. Ngoài hai cái con điên thị xã này, mày còn bắt được con nào nữa không? Dạ có. Được. Tăng. Tăng. Dạ. Không được. Ta đang giảm cân,
thì làm sao ăn những thứ tăng đường được. Trời ơi, đường tăng ở đây là cái tên Tề Dương ơi. Đường tăng là đường tam tạng. Cái gì? Từ trước tới giờ ta chỉ nghe đường phèn, đường thốt nốt, đường cục, làm gì mà đường tam tạng cơ. Trời đất quỷ thần ơi. Đại Dương ơi, Đại Dương. Không, đường tăng là một cái tên chứ không phải là đường phèn, đường thốt nốt rồi đường tùm lum đó đâu. Trời đất ơi, tôi nói đường tăng chính là đồ ăn, đúng không? Ăn đường tăng có khả năng gì không? Dạ, Đại Dương ơi, con nghe giang hồ đồn á Đại Dương, ừ, là ăn thịt đường tăng sẽ được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Dạ, dạ. Bắt đường tăng đi. Ok. Đưa cái dây cho ta. Lẹ lên. Sumiha. Sumiha. Hình như có con thú gì kêu thì phải. Dạ không phải con thú mà là con nít đó thầy. Con đang ở đâu? Con đang ở đâu? Thầy hãy nhìn giữa sân khấu đây, đèn phô lô đang chụp con nè thầy ơi. Ra là con ở đây. Con là con nít à? Dạ. Sao mặt già hơn ta vậy? Thầy ơi, thầy biết không, tuy con cao to dạm dở như vậy, chứ tâm hồn của con mong manh và dễ dở lắm. Tội nghiệp dữ vậy. Bây giờ thầy không tin đúng không? Thầy thử đụng vào bờ vai nhỏ bé này của con xem. Được. Cái gì vậy? Tiếng tâm hồn con dở đó thầy. Thầy thấy con yếu đuối chưa? Con yếu đuối quá. Dạ. Chẳng ai, con tên là chi? Dạ thưa thầy, con là cậu bé thích màu hồng, ở trong căn nhà màu hồng, đội cái nơ màu hồng, mặc cái áo màu hồng và đội cái quần màu hồng. Ước mơ lớn nhất của con là trở thành một danh hài. Chị của con là Đông Nhi nên ta kêu con là Hồng Hài Nhi. Cái tên của con nghe dễ thương quá. Dạ. Nhưng mà tại sao con lại bị chối ở đây? Hoàn cảnh thầy ơi. Năm 17 tuổi con đi lấy chồng. Cái gì? Không. Lộn lộn. Mẹ con đi lấy chồng. Đó rồi, cái mẹ con không may mất sớm. Rồi con phải ở với mụ dì ghẻ ác độc và hai đứa con của mụ ta. Hàng ngày họ bắt con làm đủ tất cả mọi chuyện. Rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, cho gà ăn thóc, chở tóc đi bơi, chợ dơi đi dạo, chợ cáo đi thăm sở thú. Và đặc biệt là tối ngày họ bắt tôi phải chở mấy con Dung đi đẻ đó thầy. Khổ lắm thầy. Quá tàn nhẫn. Dạ. Không những vậy nha, hai mẹ con đuổi con ra khỏi phòng và tống con lên gác mái. Lúc đó hoàng tử mới mở hội, rồi ba mẹ con chụm lại xé váy của con. Ơi, tội nghiệp quá vậy. Còn sao nữa hả con? Con đau buồn và con khóc. Khóc gì kỳ vậy? Dạ tâm lý con bị ngược thầy. Sau khi bị ba mẹ con xé váy, con đau buồn và con khóc. Rồi con châm lửa đốt nhà hết. Kệ con, tại sao? Tại sao con lại đốt nhà? Tại vì mẹ con dạy có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Có quả mà. Mẹ con dạy có quả. Chính vì vậy con nghe lời mẹ, con nào dám đốt nhà ai. Con ăn chay niệm Phật mà. Con chỉ phun lửa cho cây xăng rồi cây xăng nổ cái đông cháy banh cái làng. Trời đất ơi, con đốt như vậy giái đầm nào chịu nổi. Vậy bây giờ đầm Ngọc Trinh 150, 160 thiếu gì thầy mua Facebook cả đống kìa. Chỉ cần mua một cái là có mặt đi dự tiệc thôi. Nói cuối cùng, tại sao con lại bị chối ở đây? Dạ mẹ cha tham sang gả bán, đời con xem như bài toán. Con bị bán qua biên giới để lấy nội tạng. Nói như vậy là con bị bắt cóc à? Dạ. Bọn bắt cóc đâu? Bọn bắt cóc đâu? Bọn bắt cóc đâu? Con ăn thịt tụi nó hết rồi. Tại sao con lại ăn thịt người ta? Có ý là thú rừng ăn thịt bọn chúng hết rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Thầy ơi. Hả? Thầy cứu con nha thầy. Được. Thấy con tội nghiệp như vậy, ta sẽ cứu con. Dạ con. Hãy xem đi. Hey. 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 Chờ tao một chút. Trời đất ơi, ông cứu mà ông làm rần rần giống quỷ không. Trời đất ơi, thầy cầm cái gì vậy? Thầy ơi, thầy ơi, thầy đi cứu người là đi chém lộn kìa thầy. Nào giờ thầy chém chúng chưa bao giờ chém lộn. Trời đất ơi, thầy ơi, liệu giải pháp này mẹ tròn con vuông không thầy?
con làm như ta là bà đẻ vậy mà mẹ tròn con vuông. Ý con nói là cái liệu pháp có an toàn không vậy thầy? Con yên tâm đi, ta đã chém rất nhiều lần, ra lần nào cũng hụt. Nó bà nội, con cũng dám đưa thầy chém nữa con lại thầy. Trời ơi, hãy tập trung để ta cứu con thầy ơi. Thầy ơi, khoan. Xong rồi, phải á, phải á. Xong rồi, tự cởi luôn, tự. Tại sao ta chưa chém dây lại Đức? Dạ con tự cởi cho nó khỏe. Dạ thầy ơi, con cảm ơn thầy đã cứu mạng con. Không có chi, không có chi. Dạ. Ủa mà thầy ơi, nãy giờ nói chuyện với thầy mà con quên hỏi cái sở thú của thầy đâu rồi? Sở thú gì ta không hiểu. Ý con nói là cái con khỉ, con heo, rồi cái con sa tăng, rồi cái con ngựa của thầy đâu? Ba học trò của ta nghe tin hồ bơi Tây Trúc mở cửa phi đã kéo nhau đi tắm miễn phí. Như vậy là ông trời đã giúp ta rồi. Con bị khùng hả con? Để cảm ơn cái sự giúp đỡ của thầy, con sẽ tặng thầy một điều ước. Con tặng ta một điều ước? Dạ bây giờ thầy ước đi. Ta có một điều ước à? Dạ. Được, vậy thì ta ước gì? Có một bộ kinh Tây Trúc bản photo không cần công chứng. Con lại mẹ. Cái đó bà nội, con biến con được rồi, huống gì con ước gì mà khó quá vậy. Bản gốc không có, làm gì cái bản photo. Chứ bây giờ ta phải ước như thế nào? Thôi vậy con ước giùm thầy nha. Được, tùy hỷ. Vậy con ước con sẽ ăn giùm thầy. Khoan. Dạ. Điều ước là của ta thì người ăn là ta mới đúng chứ. Ăn than thầy ăn không? Ta hả? Thầy lanh quá hà, cái này là ăn than, là cái tiết mục văn nghệ. Để con giúp cho thầy, thầy đi thỉnh kinh vui hơn. Con ăn được than à? Dạ con là cái loài gì chứ không phải là loài người. Vậy bây giờ tiết mục ăn than phép được bắt đầu. Hay lắm, lần này ta được coi tiết mục ăn than. Wow, hoành tráng quá. Cẩn thận. Lợi hại quá. Con làm cái gì? Trời ơi, bỏ vô miệng. Hay quá. Thiệt là quá lợi hại mà. Cục tiếp theo. Trời ơi, nuốt luôn cho thầy. Thầy ơi, thầy ăn không? Hả? Thầy ăn đi. Không, ta không ăn đâu. Thầy ăn đi ngon lắm. Không, cảm ơn, ta không ăn. Thầy ăn đi, không sao, mẹ con dạy là có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Thôi. Sao vậy? Nãy giờ ta coi con ăn than cũng đã vui lắm rồi. Vui không thầy? Ta đã cứu con. Thôi, ta đi đây. Khoan thầy. Thầy bỏ con nơi rừng sâu nước độc như thế này, rồi lỡ con gặp cọp, cáo, sư tử thì... Thì sao? Tội nghiệp tụi nó. Thầy ơi, thầy đáng lý người tội nghiệp phải là con, tại sao lại là tụi nó? Thầy có yêu động vật không? Ta yêu động vật. Vậy thầy giật con ra khỏi rừng đi, để con lột da tụi nó hết bây giờ. Nguy hiểm quá. Dạ. Vậy thì con hãy mau theo ta. Dạ. Thầy ơi, sắp ra khỏi rừng chưa? Chưa. Chừng nào mới tới? Có chạy đâu mà tới. Thôi nghỉ luôn đi. Cái gì mà tào lao quá hả thầy? Thầy thương con, thầy cõng con nha. Hãy leo lên đây. Dạ. Hai ba. Ây da, ủa nặng quá vậy? Dạ thầy. Nặng quá vậy? Dạ thầy ơi, tại con ăn than nên con mới nặng đó thầy. Nặng gì như trâu vậy? Sao thầy chửi cha con? Ta chửi cha con hồi nào? Cha con là ngu ma dương, mà ngu ma dương là thầy chửi vô mặt cha con rồi. Hả? Cha con là ngu ma dương? Dạ. Con là con của ngu ma dương? Dạ. Vậy con chính là yêu quái. Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Cái gì vậy, chơi té nước qua Thái Lan chơi tự nhiên chơi bắn cho tôi vậy trời? Cái miệng yêu nghiệt, ta giả chạc bây giờ. Trời đất ơi, thầy tu gì mà ăn nói kỳ cục vậy? Ta không phải là thầy tu đường tăng, ta chính là Long Dương. Trời ơi, Long Dương tại sao không dưới biển mà lên đây làm chi? Mấy tháng nay ta thấy xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn, hỏi ra mới biết chính là con tiểu yêu nhà ngươi tắc quay tắc quái. Được, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trừng trị Hồng Hề Nhi. Thầy ơi, con chịu thua. Yeah.
Xin cho một tràng pháo tay cho tiết mục hoành tráng vừa rồi. Trên sân khấu đây là hai bạn diễn đã hỗ trợ rất tích cực cho Bảo Lâm. Đối với những tác phẩm nghệ thuật được đầu tư một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng, tôi thường đón chào những tiết mục đó bằng sự đứng dậy và trang nghiêm. Và một lần nữa tôi phải đứng dậy để tôi cúi chào các bạn. Cảm ơn anh. Và Bảo Lâm, bạn là minh chứng của phong độ, là bạn đang sở hữu tất cả những cái yếu tố, những cái khả năng, những cái tài lẻ, những cái mẹo vặt và những cái trí tuệ, tư duy cũng như kỹ năng mà một người diễn viên chuyên nghiệp phải có. Là may mắn là trước đây em làm diễn viên xiếc. Và nhờ cái điều đó đó, em hiểu không? Em làm được những cái điều mà hiện nay một số những diễn viên, thậm chí chuyên nghiệp họ làm không được. Đó, đó là cái độ hoành tráng. Bạn đã có một live show riêng cho mình. Chúc mừng nghệ sĩ Dương Lâm. Hết ngày hôm nay nhớ xin ban tổ chức những cái tiết mục đó về làm đĩa DVD bán nha. Anh thì rất thích em. Anh rất khoái cái sự lao động nghệ thuật, phải như vậy mới được. Tức là em đầu tư từ phục trang đến âm nhạc, đến tiết mục, nói chung là nó thật gần như nó hoàn hảo toàn bộ. Anh thích em rồi đó. Dạ, cảm ơn anh. Cái người này nó không phải loài người rồi, nó có loài cái loài gì đó. Cái loài gì rồi. Chỉ nói là gì và chỉ khen là gì? Cảm ơn bốn bạn diễn quá tuyệt vời. Đó. Rồi cảm ơn hai cái con yêu nhìn nhện hồi nãy đã nhắc đến tên tôi. Cái mà đó thiệt sự là hai bà đó có sinh đôi thiệt không? Dạ, sinh đôi mà. Trời ơi vậy luôn hả? Bà sinh đôi, chỉ có em với Thành là sinh riêng mới khác nhau thôi. Dạ dạ, dạ em biết chứ. Dạ. Nâng em lên là một phần nữa là đạp Trấn Thành xuống. Dạ. À, cái bây giờ có sao? Có chứ. Bây giờ Đức, bạn dẫn cho tới bao giờ bạn mới biết là bạn xấu? Không, đã biết xấu từ đầu chương trình cho đến giờ rồi. Bây giờ tao nghỉ đi ha. Không lo cái chuyện này nghệ thuật đâu của tụi nhỏ. Người lớn sinh si à? Người lớn sinh si à? Cái lộn mới lão đồ đây, tao nghỉ đi, tôi không ngồi đây. Thôi đừng buồn mà giờ mời mẹ nhận nói xét. Đi bé ơi, dạ. Bé nói đi nè. Làm hết sức là dễ thương, cái bằng chỉnh chu đàng hoàng tử tế, vậy đó mới làm nghệ thuật. Tôi khen em là em nay có vũ bay rồi nữa đó, đó. Rồi còn cái bay đó là cái khó nha, tại vì tôi là cái người tôi bay đầu tiên, là nghệ sĩ tôi bay đầu tiên, tôi làm Triệu Minh Vô Kỵ đó. Nhưng mà bay này là khó lắm, vô cái vòng này thì làm như vậy đó, sở trường sở đoản gì mình cũng phải lấy ra mình làm. Ráng còn một tí nữa, ráng chạy nha con, để lấy 5 triệu nha. Và bây giờ Đức cũng rất là nôn nóng chờ đợi số điểm mà ban giám khảo dành cho Bảo Lâm. Ta đang là hốt quyền đắp được rồi. Mới Bảo Lâm là phải ba con này. Yeah. Ba con mười tuyệt đối dành cho Bảo Lâm. Quý vị khán giả, nếu như yêu thích chương trình Bảo Lâm, hãy gửi tin nhắn TXV khoảng cách 12 gửi về tổng đài 8234 để bình chọn lý do mình yêu thích nhất và có cơ hội giành 20 triệu đồng. Người yêu dấu ơi, đến bên em nhấp ly rượu này cùng ân ai. Người yêu dấu ơi, có nghe chăng tiếng yêu gọi mời về bên nhau rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt anh trao này, anh yêu ai, yêu anh nhất trên đời, và chỉ mình anh thôi trong trái tim em. Yeah 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 yeah. Cảm ơn. Em xin được tự giới thiệu, em là chủ của cái vũ trường này,
người ta gọi em là má mì bướm đêm. Đó, thật ra buổi tối hôm nay mọi người đến đây không phải là nghe em hát, mà là để đón nhận một tiếng hát vô cùng lạ của một cô ca sĩ rất là nổi tiếng, đang được rất là nhiều người hâm mộ, tiểu thơ Bạch Hồng. Ồ, ồ kìa, mọi người hãy nhìn về hướng kia và cho một tràng pháo tay để chào đón Bạch Hồng phu nhân xuất hiện từ hướng này. Vỗ tay nào. Hoa nào tàn phai, hoa nào sầu héo, tình nào đã trao dầm trường cánh chim lạc loài, xuôi đưa luyến lưu hồn ai. Xin đừng hoài mong, xin đừng chờ ngóng, cuộc tình ấy sao thơ mộng. Rừng chiều bướm say mộng vàng, du hồn trước lối thiên đàng. Tình cũng để cho máy quay bắt hình em chứ chứ. Nè nè, bây giờ muốn tặng quà, tặng quà gì á thì cũng phải xếp hàng vô. Rồi tặng đi. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. À, dạ dạ cảm ơn anh. Dạ rồi rồi dạ. Đúng là Bạch Hồng nha. Mỗi lần mà cất tiếng hát lên á là làm sao xuyến lòng người, khiến ai cũng phải mua hoa hồng trắng để cúng cho em. Đúng. Để tặng cho em. Nè coi nè, thích chưa? Bông là của em, còn tiền là của má. Dạ, và bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình văn nghệ của tối hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Phùng Vũ Đài của chúng em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ý cũng không quên chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Ôi là la. Đóng cửa nghỉ em ơi. Khoan đã. Ai vậy? Ô kìa, Xí Quách đại gia. Ta muốn nơi này phải tiếp tục mở cửa. Hả? Bởi vì ta vẫn thích vui vẻ ca hát nhảy múa vì mọi người ở đây. Bao nhiêu đây thì đủ mở cửa chưa? Trời ơi. Ôi, trời ơi, trời tiền. Ôi, trời ơi anh ơi. Bao nhiêu đây chỉ mới mở được cái cửa sổ mà nè. Dạ con. Vậy thì thêm cả phần này đã đủ chưa? À. Trời ơi. Trời ơi. Ôi. Bao nhiêu đây thì tụi bay dập sập cái cửa cho mẹ. Đêm nay thâu đêm suốt sáng cho mấy đứa. Yeah, Bạch Hồng tiểu thơ. Phải nói rằng hôm nay em rất là xinh đẹp. Ông đã quá khen rồi. Đêm nào tôi chẳng đẹp. Và giọng hát thì lúc nào cũng say đắm lòng người. Lẽ dĩ nhiên. Nào, ta muốn em hôm nay hát cho ta nghe thêm một bài nữa. Bởi vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với ta. Đó chính là ngày... ngày sinh nhật của ông. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thôi, hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm ta bị suy dinh dưỡng. Trời đất ơi. Ông suy dinh dưỡng mà ông tự hào dễ sợ ha. Kệ ta, đừng có nhiều chuyện. Xí Quách đại gia, bộ ông không biết rằng ở Phùng Vũ Đài này nổi tiếng một Bạch Hồng tiểu thư, mỗi đêm chỉ hát đúng một bài, không bao giờ hát tiếp bài thứ hai. Dù ông có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi cũng không đồng ý. Bởi vì nguyên tắc là nguyên tắc. Nguyên tắc à? Dạ đúng rồi anh. Nguyên tắc chứ đâu phải vừa tắc đâu, muốn thêm muốn bớt là được. Rồi, người giàu có nhất và quyền lực nhất cái xứ này chính là ta. Ta là nguyên tắc. Ta kêu em hát thì em phải hát. Dù ông có yêu cầu tôi đến bao giờ tôi cũng không hát. Bởi vì hát cho một người thô lỗ tục tằn như ông thì tiếng hát của tôi cũng chẳng khác nào là đàn gãy tay trâu. Mày
Được. Giỏi. Không hát thì không hát. Mày tưởng mày là ai? Thực chất mày cũng chỉ là một con điếc. Ông... Trời anh ơi, anh chửi một đứa mà dính với một ổ nè anh. Trời, anh vừa vừa phải tay. Anh à, tụi em chỉ bán nghệ chứ không có bán gừng. Ủa lộn hả? Không bán nghệ chứ không có bán thân. Anh nói như vậy là quan cho tụi em quá mà. Mày im đi. Bạch Hồng, ngày hôm nay mày dám cãi lại lời của tao. Rượu mời không uống, lại muốn rượu phạt. Tao sẽ cho mày biết tay. Đứng lại. Đứa nào vừa mới lên tiếng đó là tôi đi. Nhóc con, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của Xí Quách đại gia tao? Tôi là Dương Mạnh Tuấn, sinh viên đại học ngành y. Thấy chuyện bất bình, rút dao bỏ chạy. Rút dao tương trợ. Quá ra chỉ là một thằng sinh viên đại học thôi à. Vậy là mày muốn tương trợ cho nó chứ gì? Đúng. Tao cho mày thành tương ớt luôn. Tụi bay, chơi nó cho tao. Tương ớt tại gì vậy? Nó giỡn đây mà. Trời ơi, quá bất ngào. Tương ớt. Trời ơi. Mày giỏi lắm. Bữa nay tao sẽ cho mày chết. Giờ sao? Giờ sao? Giờ tao có súng nha. Dạ chị. Giờ tụi bay muốn phá không? Bắn à. Cái gì vậy? Trời. Anh giao mày chết. Không thì gì từ từ nói anh. Dạ. Trời. Bạc bạc được mà. Trời ơi anh Tuấn. Bình tĩnh anh Tuấn ơi, đừng có chĩa súng cho nó. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Đưa đây. Cái lũ tụi bay nhớ đó. Ê, coi chừng tao. Mày đó. Trời. Trời ơi. Sao vậy? Tự nhiên cái gây sự cái chỗ làm ăn của người ta à. Kỳ cục ghê à. Bực mình quá, tôi ghét tôi vô tự tử luôn. Má ơi, hết hồn. Cái nghề của tôi nó là như vậy đó. Ngày nào cũng gặp mấy cảnh này hết. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Không có gì đâu mà. Anh Tuấn à? Anh đang cầm cái gì vậy? Không có. Anh còn nói là không có nữa. Tôi thấy rõ ràng anh đang giấu cái gì sau lưng mà. Không có gì hết trơn. Anh lấy ra cho tôi coi đi. Không có mà. Nè, lấy ra không? Nè, tôi... Nè. Đàn ông các người đừng nghĩ cầm một cục tiền chia cho mặt tôi. Thì bắt tôi phải mua vui cho các người. Tôi... Mà cũng đúng. Cái nghề của tôi nó lại như vậy mà. Vậy mà tôi cứ tưởng đâu anh đàng hoàng hơn bọn họ. Tôi... Anh hãy trở về nhà, đừng bao giờ trở lại Phụng Vũ Đài. Bởi vì tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bộ mặt của anh nữa. Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn cô đủ được nghỉ ngơi thôi mà. Suốt 3 tháng trời nay, ngày nào tôi cũng đến Phụng Vũ Đài á. Tôi đứng đốc ở ngoài đằng cửa, tôi coi lén cô hát. Tôi mới cố gắng chắc chiêu dành dụm để dành số tiền này nè. Cái số tiền mà, số tiền đủ số tiền thù lao một đêm mà cô đi diễn ở đây. Để tôi muốn cho cô một đêm không phải tới đây hát nữa. Để cô không phải phục vụ bọn đàn ông đó nữa. Để cho cô được nghỉ ngơi một ngày đó. Nhưng mà thật sự là tôi không xứng đáng với tình cảm của anh dành cho tôi đâu. Tôi xin lỗi anh. Bạch Hồng. Này người yêu hơn, xem đường mình thời gian. Vì anh đã chót yêu em. Tiếng yêu đầu ngại ngùng, dẫu ân tình ngàn trùng muôn bể dâu. Yeah.
cái phòng vũ đài của má rồi. Trời ơi, má ơi, làm sao bây giờ? Anh con, anh con ơi, làm sao bây giờ? Nó đi, 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 anh luôn khen em xinh như đóa hoa, em tự duyên môi khi anh ghé thăm, anh thì không. Anh ta luôn nâng niu âu yếm em, như sao em không yêu, không nhớ nhung, không rung động. Thế gian như đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, bản thân em vẫn thương tha cho người. Được rồi, mình vào trong chụp hình nha. À, dạ, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều này, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây. Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây. Bà ơi, bà đâu rồi? Tôi Huy nè. Ủa, sao bà lại ngồi ở đây? Ông mà á, tôi đỡ ngoài kia tôi... Ủa, tôi... Ai vậy? Ai ghẹo bà khóc vậy hả? Nè, sao lại khóc? Dạ rồi, làm gì còn ai ghẹo. Hồi trẻ thì còn có trai ghẹo, chứ bây giờ thì... Nè, bà giấu ai chứ giấu tôi sao được? Ông nghĩ lại đi. Làm sao mà tôi quên được chứ? Đây không chỉ là cái nghề mà còn là cái nghiệp. Suốt cả thanh xuân của tôi đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mà cái đắng tủi nhục cũng có. Thử hỏi những ngày tháng như vậy, bây giờ có nhắm mắt xuôi tai cũng không thể nào quên được. Quan trọng là trong cái thời hoàng kim của bà đã cống hiến hết mình, bà đã làm hết sức của mình cho cái nghề nghiệp của bà. Thì bây giờ mình già, mình đâu có gì phải tiếc nuối nữa, phải không bà? Phải, ông nói rất là phải. Cũng giống như ông vậy. Sao? Ông đã hy sinh chân của mình. Tôi... Nhưng mà tôi không bao giờ tiếc nuối. Tôi cũng vậy. Ông ngoại, bà ngoại. Ủa? Ủa? Trời ơi. Trời ơi, con đợi hai người ở ngoài xe nãy giờ đó. Ôi, cháu gái của bà. Bà ngoại này, nói gì đi thì bà ngoại vẫn hát hay nhất trong lòng con. Con này, được cái nói đúng hả? Con nè. Dạ. Con thấy không, bông của khán giả tặng cho mình á, thì con phải biết trân trọng, bởi vì mình đang được mến mộ. Mình phải làm hết sức để đáp lại tấm chân tình của khán giả. Hiểu chưa? Dạ. Cái thời của ngoại đó, là cái nghề nghiệp của mình nó không được coi trọng đâu. Dạ. Người ta gọi là sướng ca vô loại đó. Dạ. Đã chọn cái làm kiếp tầm thì phải nhả cho trọn đường tơ, nghe không con? Dạ, con nhớ rồi. Con tặng ngoại. Con tặng là thế, được sống không là bao. Hỡi là bao, đời không lâu là thế. Hỡi là bao năm hãy sống mà yêu nhau. Xin cảm ơn một sân khấu không kém phần hoành tráng đến từ nhóm Chu Trung Dế.
Tiếp tới đây sẽ là phần đánh giá chuyên môn đến từ Tiểu Lâm và giám khảo. Xin kính mời. Đằng sau những cái mà người ta gọi là hào quang, là đủ thứ vinh quang thì nó là nỗi cay đắng mà cái người nghệ sĩ thường là họ phải hứng chịu. Nhưng mà nói gì nói thì các con cũng đã làm được một cái vở kịch rất là dễ thương. Và xin hãy thương người nghệ sĩ, chứ đừng chỉ đứng bên ngoài mà nhìn vào thì cái điều đó nó khắt khe với chúng ta lắm. Từng bạn rất tập trung, không hề lo ra. Tôi nghĩ sau cái chương trình này khán giả sẽ biết nhiều về Chuồn Chuồn Giấy, và tôi nghĩ là cái tình cảm của khán giả sẽ dành cho các bạn rất là nhiều. Cho nên các bạn cố gắng nhiều hơn nữa để mình giữ được cái tình cảm đó. Tôi coi, tôi cười và tôi xúc động khi cái bài Còn Tuổi Nào Cho Em cất lên. Tất cả các bạn rất là dễ thương và các bạn diễn rất là đồng đều. Chỉ tiếc một cái là đẩy thêm một cái hài thêm nữa thì là nó rất tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hôm nay mình hơi chính thấu, mình hơi chính kịch một chút xíu, cho nên là từ đây về sau mà thoát ra là có gì điên khùng xàm lên. Nhưng mà những cái đó nó sẽ có những cái ý nghĩa để mà đi vào tâm lý của nhân vật sau này. Với lại Duy á, trời ơi, hồi nãy xuất hiện là Thư nhìn với ánh mắt là ghen tị lắm phải không? Ừ, thôi Lâm ơi, bây giờ đổi chỗ đi, hình như là không hợp với bà Thư. Không có đẹp bằng gì người ta. Thư xuất qua bển đi chị ơi. Nha, cho em ngồi kế Lập, em cảm thấy là em hợp với Lập. Gia đình lục đục vậy trời ơi. Trời ơi, chị đắp mền luôn. Cái gì mà trùm mền em vậy trời. Cảm ơn Chuồn Chuồn Giấy rất là nhiều. Một cái tiểu phẩm rất là dễ thương, lãng mạn. Mong những tiết mục sau này nhiều tiếng cười hơn nữa cho Lâm cười cho đã nha. Và thực sự là Chuồn Chuồn Giấy chính là một trong những đầu bếp rất là cao tay, chế biến ra rất nhiều món ăn với nhiều gia vị khác nhau. Ở những tuần trước chúng ta có thể là ăn những món ăn đậm đà, ngày hôm nay những món nhẹ nhàng hơn cũng khiến cho chúng ta cảm thấy rất là thú vị. Đang rồi, ra tập dưỡng sinh đi, để tôi mở cái đài rồi mình tập theo nha. Trời ơi, sáng sớm mà kêu ôm sầm. Chào tất cả mọi người, hôm nay là tiết mục tập buổi sáng đầu tuần, hãy tập từ tôi nha. Người ta đang tập sung sức mà ở đâu mấy bà đi ra đây vậy hả? Tập thể dục. Tập thể dục gì? Cái chỗ này là cái sân chung này là tụi tôi bút trước rồi. Cái sân chung mà ông bút hả? Bút cái mút. Trời ơi, cái mỏ cà chúng mà nói cái chữ út 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 út. Cái thấy cưng không? Thấy cưng không? Tôi đột vô cái mặt nhục của ông bây giờ. Dạ dạ dạ, tí dán ra. Bà vô bà mở ngay cái đài mà mình là mình hay tập á. Mở ngay cái bài tôi yêu thích. Ê, cái chỗ này tụi tôi đang tập nha, anh em tụi tôi đang tập nha. Bây giờ ông sao? Anh em! Ôi! Lùi! Trời ơi, tao hẹp hả? Trời ơi! Bà đi tới sáng hả? Thiệt tình nè! Lên! Xin chào quý vị khán giả, sau đây là chương trình tập thể dục buổi sáng. Để có một giọng hai thon gọn, tôi là Tố Tố, mọi người hãy tập theo tôi nào. Đường về đêm nay vắng tanh, rạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua muôn lối quanh, ngậm ghềnh đường đi tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc mùi mùi. Thương cho kiếp sống tha hương, thân về gò đội cho gió sương. Đôi khi muốn tay hoa như ngại nhìn lên lắm. Mệt mệt quá, tập thể dục gì mà mở cái gì mà quăng tùm lum vậy? Ai đòi mở cái này? Trời ơi, ai biết. Ê, coi được bà... tát đi. Tát đi bà mập, bà đứng bà nhảy hoài tội bà. Ê, chuyển kênh được không? Chuyển kênh đi. Chuyển kênh rồi, bấm rồi. Sau đây là tiết mục dự báo thời tiết. Tình hình đất nước hôm nay, trời nắng nóng, nóng từ ngày hôm nay qua ngày mai qua ngày hôm kia. Mẹ ơi, con chuyển kênh rồi mẹ. Trời ơi.
Trời ơi. Trời ơi. Mới sáng sớm tôi tập liền mà mấy bà ra quậy người ta hết trơn cũng tập được gì hết á. Đây nè, mấy anh, mấy anh trai qua chơi với hội chị em bạn gì tụi em? Nghĩ sao mấy ông bạn của tôi. Trời ơi. Rồi cái hội anh em bạn chú tụ hợp với cái hội chị em bạn gì rồi ha. Ừ, vậy thím ngồi chơi mình đi. Cái số tôi từ đó tới giờ là nó buồn neo đơn rồi. Ơi thôi thì chơi một mình vậy. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cả ăn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, xưa tôi nguyên trăm trăm phần trăm. Mỗi ngày, mỗi ngày. Trăm phần trăm mà. Trời ơi, nói nghe nè ông ơi, giờ này á, cái tuổi này là chỉ uống sữa thôi nghe. Uống rượu bậy bạ lắm á. Ừ, cho xin miếng nha. Đây. Hết rồi ông ơi, xin lỗi ông. Trời đất ơi, cha già này, ổng đang buồn còn chọc ổng nữa. Trời đất ơi, trời, cô giận hay ghét không? Nè nè, nói nghe. Sao buồn kể chúng tôi nghe chơi. Ổng có kể đâu. Kể đi. Thôi, sao ông kể đi. Kể, nói nghe coi. Cứ sao buồn này kim, cứ sao sầu này kim. Ai thương ông hơn tụi tôi mà tìm. Cứ sao buồn này kim. Không nói đâu. Cớ sao sầu này kim. Không nói đâu. Ai thương ông hơn tụi tôi mà tìm. Không nói đâu. Cớ sao buồn này kim. Không nói đâu. Hãy sống cho tình yêu, sống cho mộng thắm khi tôi còn xa. Ê cha già, nói tóm lại tại sao ông buồn? Tôi buồn ngủ. Trời ơi trời, tâm sự nói đi. Mấy ngày nay tôi thao thức, tôi không có ngủ được. Tại sao? Tôi suy nghĩ cái cách nào mà để tôi... Cái gì? Tôi cầu hôn bà Khả. À, cầu hôn? Ừ. Trời ơi, già dịch tới nơi tuổi này mà còn cầu hôn gì nữa cha nội. Trời ơi, sao? Nếu như thích thì qua bển hốt đại về ở chung cho rồi đi cha ơi. Ừ. Thôi, chính vì là mình từng tuổi này rồi đó, thì mình phải đàng hoàng, mình phải làm lễ, mình cưới hỏi, mình đưa người ta về đàng hoàng chứ. Ừ. Đó, thật ra đó là tôi thao thức gì, tôi muốn suy nghĩ tìm cái cách cầu hôn nào mà mình thể hiện được cái sự... cái sự trân trọng với lại cái sự yêu thương của mình dành cho mấy bà. Ừ. Mắc cái gì mà bà la? Không, bị tôi sực nhớ là tôi nhắc bà uống thuốc trợ tim. Bà la cái tim tôi nó trôi mẹ rầu. Tôi xin lỗi bạn hiền. Cái ông kia đi về đây. Ê, cái gì vậy? Tôi đỡ bà vậy. Đâu rồi? Con dậy rồi bà ơi. Ủa? Thông cảm, chậm. Chậm. Tôi nấu cho ông nghe nghe. Bây giờ mà hả, muốn cầu hôn quá đơn giản. Một khung cảnh thiệt là lãng mạn, một nụ cười thiệt là thân thiện. Rồi sau đó qua vàng rơi phấp phới. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom bay trên lâu đài. Chẳng nào tới đã chiều vàng hôn lên làn tóc. Và một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Mùa xuân của mẹ, em sẽ là nỗi đau của cha, em sẽ ngủ giấc. Ông già lắm, bà quỳnh tôi gái quá mạng mà. Mẹ già, gì? Có bạn bệnh tim mà bà làm gì hoài vậy? Hả? Trời ơi, bà thông cảm đi, bị ở trong đây lâu quá, nhớ con, nhớ cháu. Trời ơi, tụi mình xuống theo xong cái tranh này nè là tụi mình chết luôn á. Thôi. Trời ơi, bà để ngược hoài với bà mắt bà mờ lắm rồi hả? Thôi.
cái cách mà ông kể đó tôi tưởng tượng thấy không có được đâu. Trời ơi, tôi hát thấy ghê lắm, hát bà nghe bà ói chết à. Dạ, không có phải là bị đảng trí rồi quên lời như tôi. Trời ơi, ông ơi, ông mấy ông sống ảo, mấy ông tưởng tượng quá à. Bây giờ tỏ tình người ta phải thực tế, người ta phải cầm cái đàn guitar lên. Rồi cầm lên cái đàn guitar. Đàn ông mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Quyết liệt. Quyết liệt. Đứng đắn lên. Đứng đắn lên. Hát. Hát. Đập vỡ cây đàn. Trời ơi, đập vỡ cây đàn. Yo. Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Đập đi, đập đi. Cái gì vậy? Ông đập cái đàn vô đầu tôi. Ông chẹp rồi bà ơi. Thôi đó coi. Ông cảm chậm chậm. Ơi, mấy ông ơi, bài cái gì đâu không mà không có được, đã nói rồi không có được mà. Bởi vậy tôi nói rồi, hai thằng cha già này không có hiểu tâm lý phụ nữ gì hết trơn á. Bởi vậy ở đây nè, chỉ có một mình tôi là hiểu tâm lý phụ nữ nhất thôi. Hiểu luôn. Nè bây giờ đi, bà già rồi, bà sắp xuống lộ rồi hiểu không? Cho nên là gần đất xa trời. Bà thích cái gì đó vô thẳng vấn đề chứ đừng có mà vòng vo tam quốc. Đem bả ra ngoài thiên nhiên rồi cho bả đi phượt. Mấy bê à, đi phượt với anh không cần à. Leo lên xe anh chở đi phượt em ơi. Ok. Từ ngày hai đứa yêu nhau một bước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng thương bao nhiêu. Một vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một ước lượng tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi với ước lượng xanh. Trời ơi, tới nơi rồi. Xuống xe đi anh ơi. Xuống xe. Trời ơi. Sao? Tôi đi bằng xe hơi. Đâu rồi. Cắt. Trời ơi là trời. Tắt. 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 Anh. Tít tít. Trời ơi. Sống ảo. Vậy sống ảo đâu bằng mấy người. Nó mệt quá. Nói chung là giờ tới biển rồi kìa. Biển. Chị ba 80-90 tuổi rồi mà còn hát bé yêu biển lắm. Đúng rồi bà ơi, biển bây giờ thủy ngân độc tố không nè, đi xuống tắm đi đi. Trời ơi. Anh ơi nó xô em. Sao nó không quăng xuống luôn cho rồi. Trời ơi. Không thôi được rồi, bây giờ không tắm biển thì đứng trên đây cho gió nó mát. Trời ơi. Biển bây giờ nó độc tố không à, đừng có tắm. Ta nghĩ tắm rồi bà ơi, ta lên ta đứng ta không mát đâu. Ô không cảm. Chậm. Thôi nè, bây giờ á mình đi xuống bãi cát vàng đó rồi mình ngắm biển cho nó gần nha. Dạ. Đúng rồi mấy ông ơi, gió mát như vậy phải đứng lên đây không mát. Người ta nghĩ không mát người ta ra biển người ta ngắm rồi ngoại ơi. Không cảm đi bà chị ơi, chậm. Chậm. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, thôi nói chung là tới biển rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nằm nghe sóng vô tư. Bột tràn theo từng làn gió. Ôi sóng biển kìa, sóng biển. Vâng chẳng xa. Ôi nè sóng biển kìa. Sóng biển kìa. Sóng biển. Ngàn hành. Ôi nè. Sóng biển. Ê. Sao? Mấy ông mấy bà làm gì vậy? Nghịch nước. Còn cái tuổi nhí nhạch không? Mình mới dựng xe trên hè hà biển cái đằng kia kìa. Trời ơi, mấy bà này niềm tin quá. Yeah. Rồi nghe, lấy trớn lấy đà nghe. Dạ. Anh em mình tiến về biển lớn. Biển. Đi lẹ được không cha? Sao nước trong cái toa thế?
Ê, sao cái ngọn sóng nó cao mà bạc đầu vậy ta? Ê, Long Dương. Bây giờ nó nguy hiểm lắm, không có an toàn đi không vượt. Đâu, thiên nhiên là không có nguy hiểm đâu, chỉ có con người hiểm nguy thôi ông ơi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao, cách nào thấy cũng không được đó ông ơi. Mấy cái cách nãy giờ không được hả, bây giờ ông muốn làm gì? Tôi biết bà thích bolero. Trời sao ông nói sớm? Ừ thì giấu để mấy ông hiến kế cho nó vui vậy đó mà. Trời ơi trời, cha già này, bây giờ thích bolero đi qua hát cho bà nghe đi. Không được. Sao không được? Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng giận. Trời ơi, ừ, tới bây giờ mà còn hát nữa, nhanh chân nhanh tay đi đi qua bên kia cho bà nghe. Ừ, giờ phải làm liền luôn. Đi đi. Sạc lên ông ơi. Bà ơi, đi. Gì? Hả? Cái gì vậy cha? Làm cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Không có dám ông ơi. Mệt quá. Bây giờ tôi có nghe. Bây giờ chỉ còn lần cuối cùng, đi qua bên đó hát đi. Tụi tôi ở bên đây quay phim lại cho để dành coi làm kỷ niệm một lần cuối cùng trong cuộc đời ông. Rồi nhớ. Rồi lỡ ba từ chối rồi sao? Kệ ba luôn, chơi tới đi. Rồi. Vô. Điện thoại. Em gái. Điện thoại. Mời em bước ra đây, anh muốn nói chuyện với em. Đi đi vô kiếm điện thoại, đi ra quay phim đi. Ê ê, coi được á, quay lại khúc này tôi quánh má nó nhìn không ra nè. Trốn lên trong kia. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc em ra về. Dạ chào anh. Ê, cái gì vậy trời? Đi đi với giả từ rồi đi về mà, ông mới là người phải đi về đó. Về đi ông kẹo người ta chờ, kẹo người nhà mong. Ê khoan, tôi cái tuổi này là còn người nhà gì đâu mà chờ. Ở trong cái viện dưỡng lão này tôi chỉ có một mình bà là người thương thôi. Tôi nói ông nghe nè, cái tuổi trẻ của ông nó qua rồi vì cái tội mà ông dài dòng á, ông hiểu không? Bây giờ mà ông nói chuyện mà không còn vắn tắt nữa là ông dài cho tới cả đời, cho tới khi mà ông chết luôn đó. Rồi, đề nghị anh em bạn gì với chị em trật tự để tôi nói ngắn gọn một lần thôi. Trật tự. Chỉ còn gần em một giây phút. Trời ơi, một giây. Một giây nữa thôi. Là hai giây rồi. Trời ơi. Bao giờ bà mới bỏ cái thói mà nhảy nhảy vô họng người ta, nhảy vô họng người ta. Bà không để tôi nói hết cái lòng của tôi hả? Tại sao mà tôi nói bao nhiêu lần ông không chịu hiểu vậy hả? Tôi nói với ông rồi, nói cái gì cũng phải rõ ràng. Tuổi trẻ qua rồi, làm cái gì cũng chậm chậm, chừng nào mới xong, cha già điên. Đúng, tôi điên. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Ông ơi. Sao? Em ơi, người điên không biết nhớ và người say không biết nhục. Trời ơi trời, lãng giang đi cha già. Giờ tôi, bà không đồng ý nữa. Tôi không đồng ý. Tôi về. Ấy, ấy. Khi không anh lại ngoan mặn làm ngơ. Em tội tình chi anh bỗng ngừng hờ. Trời ơi, cái bà già lật lòng. Bà vừa phải thôi, bà đuổi tôi đi, xong tôi bước đi. Cái bà nói sao anh quán mặt làm ngơ. Trời ơi, vừa phải thôi. Tôi có nói đâu, tôi hát bâng quơ mà. Bây giờ sao, bà có cho tôi một cái cơ hội cuối cùng không? Không. Tôi đi.
đường xa em đêm nay khi mong trăng qua hàng cây. Đường xa em đêm nay đêm rất dài. Hey! Hãy ôm em lại cho quên hết đi ngày mai. Đường xa em, đường xa em đêm nay. Trời ơi, cái người đàn bà không xương. Bà ơi đó, tôi đi thì bà bảo là đừng có xa bà. Sao không nói luôn đi, bà cũng vậy đó, cũng giấu giấu, cũng e thẹn, cũng thẹn thùng. Không phải, tôi không có giấu, nhưng mà tôi ngại. Ngại cái gì nữa? Cái tuổi này làm gì có cái chuyện mà đó, mà cái chuyện cái đó chỉ có dành cho tuổi trẻ thôi, làm ơn làm phước. Bà ơi, bà tin tôi đi. Em ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trần gian đâu. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chăm đôi cánh nhung thiên đường. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm sau, còn vẫn vương đôi hồn. Người yêu nhỏ bé. Hay quá. Vô. Vô. Vô đi. Ê ê ê. Tới đi. Ê nói đi. Vô. Ờ. Nói. Em. Em. Đông. Đông. Ê. Tháng trời bà ơi, tôi nhớ cái ngày mà tôi tỏ tình với bà, tôi hát câu nào cái bà xía vô câu đó. Ờ, hôm nay bây giờ bà không còn xía vô nữa, đây tôi hát cho trọn vẹn nha bà. Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Bà ơi, lệ nào không hiểu sao luôn. Trời, trời ơi, trời ơi, tôi đang mơ, tôi đang nằm mơ, tôi đang tỉnh đây, tôi đang nằm mơ đâu bà. Gia già quỷ la cho tôi đi nữa đi. Đây lại đây nói nghe bà, con người ta đang sống sưng sững ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, làm chi mấy cái chuyện này cho nó lên máu, nó đi cho lẹ hay chi. Trời ơi, tôi biết bà, tôi biết tụi mình á có thể đi bất kỳ lúc nào, bởi vì tôi mới tranh thủ được lúc nào hay lúc đó bà ơi. Không lẽ ông hiểu cái cảm giác mà ông mang tới cho người ta hy vọng, ông mang tới cho người ta hạnh phúc, rồi ông bỏ ông đi. Ông có hiểu cái cảm giác nó khủng khiếp cỡ nào không, mà ông đòi cưới tôi cái tuổi này. Bà ơi, cái tuổi nào thì cũng có quyền được hạnh phúc mà bà. Ừ hen, sao không nghĩ ra. Rồi bà khỏe chưa? Bà sao để lắm. Tôi đỡ bà dậy còn nha. Còn mệt để lắm, tôi... không có ngồi dậy nổi đâu ơi. Thôi để tôi kêu bác sĩ tới. Bà cẩn thận, bà để tôi kêu bác sĩ tới. Thôi nha. Đi đứng không có nổi, không có làm gì nổi hết ông ơi. Sao trời nhảy múa được. Cái gì mà nó vô lý vậy trời. Rồi bây giờ, bây giờ sao? Cái gì? Bây giờ mình cưới liền nha. Ngu sống liền. Vậy bây giờ về nhà ở với tôi nha bà. Chơi mày luôn.
làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Yêu bây giờ luôn. Đừng chờ ngày mai. Để lúc tôi lìa đôi. Đừng đợi ngày mai. Có khi tôi thành mây khói. Cát bụi làm sao mà nói lời đều gian muốn nói đau, đều gian muốn nói vui, đều gian muốn nói đau, nghẹn ngào mới nói vui. Hát ba là bạt ba, hát ba là đà đau, hát ba là đà ba. Tuần này các bạn rất là duyên dáng, từng bạn rất là nhập vai. Tôi thích các bạn lắm và tôi tưởng tượng là nếu một ngày nào đó 10 năm, 20 năm nữa tôi, chị Kim Xuân, Thanh Thủy, tụi mình mà già đi đó mà được yêu thương, quan tâm nhau mà vui vẻ như vậy thì thú vị ha chị ha. Hiện giờ là cũng đã già rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cái tình cảm các bạn dành cho những người lớn tuổi. Đây là một câu chuyện thật sự. Và các bạn không hề mượn cái đề tài là đi theo bolero, mà nó đã đi vào các bạn rất là tự nhiên. Từ chỗ Khả Như mà hát xong rồi cái là ngã nằm xuống, cái đẩy cái giường ra là tôi chịu không nổi thật. Khi người ta về cái tuổi mà quỹ thời gian mình không còn nhiều nữa, người ta rất cần một sự quan tâm, người ta rất cần được chia sẻ. Các bạn đang làm một điều mà người ta sẽ trân trọng cái nghề của mình, là vì các bạn đã lao động rất hết mình. Ở sân khấu Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội không phải chỉ có cười không, mà các bạn còn đem đến sự chia sẻ. Đối với tôi hôm nay, Buffalo số 1. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân rất nhiều ạ. Cái tiểu phẩm của các bạn làm cho tôi rất là xúc động. Các bạn diễn vai như ông già bà lão, quá duyên dáng, quá dễ thương. Dễ thương kinh khủng luôn. Tụi này ngồi đây tôi còn phục các bạn. Các bạn hôm nay phải khẳng định một điều rằng các bạn diễn rất giỏi, các bạn diễn tuyệt vời. Và một điều nữa là các bạn đã thổi một luồng gió bolero mới. Các bạn đã sử dụng bolero rất sang và rất đúng cái chất của nhạc kịch. Cái đó đúng là của Buffalo. Các em là những người thế hệ sau này, các em quen với văn hóa Tây Phương nhiều hơn và các em chọn đúng cái bolero cho mình. Các em chọn đúng cái dòng giai điệu rất thành thị, rất Tây. Cái đó ngày xưa gọi là dòng kích động nhạc của bolero. Đó là cách mà tôi yêu quý những nghệ sĩ trẻ. Không bao giờ nói là ồ, bolero nó không có dành cho tôi, nó dành cho mấy ông bà già. Nhưng tôi có cách chơi bolero của tôi. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ. Và sự thông minh đó, các em hoàn thiện cái mình chưa có, lấy thế mạnh bản thân ra. Tất cả mọi thứ các em làm, tôi ngồi dưới này coi, phục quá trời. Ở đây bolero chỉ đang sử dụng như cái cớ. Nếu tôi thay kịch bản này, không phải bolero, bà già này thích nhạc trẻ, thì kịch bản vẫn diễn ra không có gì thay đổi. Bolero không được đóng vai trò quyết định, mà hiện thời cái vai trò của nó là âm nhạc minh họa nhiều hơn. Thật sự chị cảm phục các em, cảm ơn các em. Xin cảm ơn nhà báo Trang Phương Miêu rất nhiều. Mình sử dụng bolero để nói lên tâm tư, tình cảm, và đó chính là lời thoại của nhân vật nói với người kia. Về tổng thể, tất cả mọi người chia đều mạng miếng cho nhau. Nếu như một người đó rớt miếng một cái, chắc chắn sẽ làm chì tiết tấu liền. Nhưng bản lĩnh của các anh chị là gì? Đó là bản lĩnh sân khấu và giữ tiết tấu rất là chặt. Và ngày hôm nay Buffalo rất là thành công với kịch cùng bolero. Bản thân Thư mà khi mà coi về tiết mục của những người lớn tuổi, những người viện dưỡng lão á, mà vui vẻ vậy rất là sợ. Không biết nữa, cứ nghĩ một ngày có nào em cũng vô viện dưỡng lão em. Thì lúc đó có anh Hiếu Nguyễn già già bên cạnh em mà em lo chi. Em vô viện dưỡng lão. Nói chung là cảm ơn tất cả các bạn hôm nay đã đem về một tiết mục rất là dễ thương, màu sắc, đúng chất Buffalo. Cảm ơn các bạn. Em coi với cái tâm lý của một người khán giả thì thực sự mình cảm giác cái cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Có những lúc em không thể chăm sóc được gia đình em,
Thì em qua đây em cũng biết là em hiểu hơn, đó là bố mẹ em có những lúc cô đơn. Nhưng mà em rất cảm ơn những cái người bên cạnh bố mẹ em chia sẻ những câu chuyện vui buồn cùng với bố mẹ em, có những lúc không phải là em. Xin cảm ơn Hữu Nguyễn rất nhiều. Vừa rồi tiết mục của Buffalo giúp cho chúng ta không phải là xem mà chúng tôi được sống, bởi vì chúng tôi cảm nhận được chính bản thân mình trong cuộc sống của những ông bà lão này. Cảm ơn Buffalo một lần nữa rất nhiều.